các bạn ơi, ở đây có một khẩu súng này. Wow, các bạn ơi, đây là một khẩu súng đồ chơi nhá. Đấy, có cái lưỡi lê bằng nhựa thôi các bạn ạ. Rất là mềm đấy này. Đấy, bằng nhựa thôi nhá. À, đây là một chiếc đồ chơi khẩu súng đấy. Hay giờ bắn thử nhá. Wow. Wow, bum 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 bum. Ây da, bum 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 bum. Ây, một khẩu súng đồ chơi các bạn nhá. Mình sẽ xoay thử cho các bạn xem nhá. Wow. Chiu chiu chiu. Ây da, giỏi không? Chiu chiu chiu. Wow. Bum 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 bum. Các bạn ơi, mình nhặt một khẩu súng đồ chơi các bạn ạ. Các bạn ơi, cùng mình đi chơi đi. À, ở đây có một cái xe rùa này các bạn ơi. Mình sẽ cho vào đây nha. À, các bạn ơi, cùng mình lái chiếc xe này đi chơi đi các bạn ơi. Thế nào? Ê, nè, 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 nè. Chú, 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 cái nhà nào? Ê, nè, 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 nè. Wow, các bạn ơi. Ui, cái gì đây nhỉ? Ui, đây là xe máy xúc này. Kia cũng máy xúc kìa. Kia cũng máy xúc kìa các bạn ơi. Wow, không biết ai vứt đồ chơi đây ấy. Thế nào? Ê, nè, 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 nè. Em đã bị ngã rồi. Đi, em máy xúc này lên nào. Chú, 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 chú. Ê, nè, 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 nè. Wow, các bạn ơi. Đây là một chiếc máy xúc Excavato. Đấy, dính rất là nhiều bùn nha các bạn nhé. Đấy, một em Excavato. Với cả em này làm gì đấy? Wow, các bạn ơi, một em xe phọc chở máy này. Em này là xe cứu hộ em máy xúc này nhá. À, mình sẽ cho lên đây nhé các bạn này. Đấy, cho hết lên trên này luôn các bạn ạ. Đấy, cho khẩu súng để gọn này nhá. À, đây này các bạn ơi. Wow, nè 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 nè. À, mình sẽ cứu hộ em này nhá. Em này là một em xe cứu hộ đang cứu hộ một em máy xúc bulldozer. Ê nè 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 nè. Wow. Ê nè 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 nè. Bam 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 bam. Wow. Hey các bạn ơi, đây là một em máy xúc lật bulldozer. Đấy, dính rất nhiều bùn luôn, rất là đẹp các bạn thấy không? Em này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, một em máy xúc dính bùn này các bạn này. À, ở đây là em gì đây? À, một em xe cứu hộ này, mở cửa được luôn các bạn ạ. Đấy. Đổ bên được này. Wow. Em này rất là xịn sò các bạn này. Một em xe cứu hộ và một em máy xúc lật bulldozer nhá. Các bạn ơi, cùng mình cho vào trong xe rùa nào. Đấy, vào đây nhá. Ê. Wow, ở đây còn có một em nữa này. Đang trốn ở đây này. Wen 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 wen. Wen 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 wen. Này các bạn ơi. Đây là một em máy xúc nữa này. Đây là em máy xúc cần dài nhá. Cần này rất là to luôn các bạn ạ. Đấy. Cái gầu này múc được nhiều nước lắm vì em to bằng cái bàn tay của mình này. Múc này được rất nhiều đất này, múc được rất nhiều nước này. Đấy. Wow. Đây nữa này các bạn này. Một em phọc chở máy rất là to, lốp cực kỳ to luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy lốp em này to không? Wow, so big. À. Ok các bạn ơi. Cho vào đây nhá. Đây. Wow. À. À đây này các bạn ơi. Nên mình nhặt được một chiếc máy xúc siêu bự khổng lồ luôn các bạn ạ. Đây này, một chiếc máy xúc siêu bự nha. Mình sẽ cho xuống nước nha. Wow, ôi chà. Wow, rất là mát luôn các bạn ơi. À, cùng mình đánh rửa sạch sẽ nha. Chiu chiu chiu. Wow, ôi chà. Rất là mát luôn nha các bạn ơi. Đấy. Wow. Hello. Các bạn ơi, đây là một chiếc máy xúc này. Một em Excavato rất là siêu bự khổng lồ luôn nha các bạn nha. Đấy, một em máy xúc Puna. Wow, có thể múc nước này. Chiu, and chiu, and when. And chiu, hui sha. And chiu. Wow, một em máy xúc siêu bự các bạn nha. Mình sẽ cho đây được nào. Wow, các bạn ơi, các bạn thấy không? Em máy xúc này siêu bự luôn. Tiếp tục nha các bạn ơi. Let's go. Các bạn ơi. Đấy, em này siêu bự luôn này. Đấy, cả cái cần này xuống nha. À, một em cần cầu siêu bự này các bạn này. Đấy, cho cái cần này đây này, có cái vặn ở bên này nhá. Đấy, mình sẽ vặn cái cần này xuống nhá các bạn nhá. Nào. Chiu chiu. Đây, cái cần này dài quá đi các bạn. Đấy, mình sẽ cho cái cần này xuống nhá. Đó, mình sẽ rửa nào các bạn ơi. Đấy. Wow, rất là bẩn nhá các bạn ơi. Mà chà. Siêu bự khổng lồ, to hơn cả cái chậu các bạn ơi. Đấy, anh em xe cẩu này to cả cái chậu luôn. Đấy. Đó. Wow.
các bạn ơi. Mình đã rửa được một chiếc xe cẩu rồi các bạn nhé. Đây là một chiếc xe cẩu siêu bự khổng lồ này các bạn này. Một chiếc xe cẩu màu vàng nhá, crane. Đây là cái để móc kéo của em ấy nhá các bạn nhé. Có thể quay được cái này các bạn này. Quay đây này. Nâng cần lên nhá. Thả cần xuống này. Cái này xịn xò chưa. Wow. Ok, mình sẽ cho đây nhá. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Mình sẽ rửa hết hai em này nhá. Các bạn ơi, đây là một chiếc máy xúc màu vàng này. Một em máy xúc màu vàng nhá. Máy xúc màu xanh nhá các bạn. Đây là em máy xúc màu xanh lá cây. Mình xin lỗi, vì kia là màu vàng nhá các bạn nhá. Mình bị nhầm một tí, mình xin lỗi các bạn nhá. Đây, cho đây đứng nhá. Tiếp tục nào các bạn ơi. Đây rồi. Một em máy xúc nữa nhá. Luôn. Các bạn ơi, một em máy xúc màu xanh nữa này. Mình nhặt được hai em máy xúc màu xanh rất là to các bạn ạ. Bánh quay tít tít mù luôn. Ok, mình cho đứng ở đây nhá. Em này bị ngã rồi các bạn ơi. Nào, tiếp tục nha các bạn ơi. Đây rồi, mình sẽ rửa chỗ này các bạn nhá. Đây là em gì đây? Một em xe tải các bạn ơi. Một em xe tải màu xanh chở hàng nhá. Một em chắc. Ok, chọn đây nhá. Nào, tiếp tục nhá. Rửa hai em luôn. Wow. Rồi các bạn ơi, đây là một chiếc máy xúc lật này. Một em bulldozer and excavator. Một em máy xúc lật là một em máy xúc nha các bạn nhá. Ok, chọn đây nào. Wow. Tiếp tục nha các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây là một em xe đổ rác này. Một em garbage truck. Một em garbage truck nha. Mở được cái nắp này các bạn này. Đổ ben nha. Xịn xò chưa. Rồi cho đây đứng nha. Cái này là cái gì đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe tăng các bạn ạ. Một chiếc xe tăng nhá. Xe tăng biến hình thành robot luôn. Wow. Super tăng and robot. Wow, một em robot biến hình xe tăng các bạn ạ. Rồi, mình cho đứng ở đây nhá. Tiếp tục nào các bạn ơi. Hai em luôn đây. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe trộn bê tông này. Một em mixer truck em đủ phải chắc. Đi đổ ben luôn. Bạch chu ok, mình sẽ cho đứng ở đây nhá. Rồi cho xe trộn bê tông đứng ở đây. Ok. Tiếp tục nào. Hai em máy bay các bạn ơi. Chịu xó đi nhỉ. Các bạn ơi, đây là một chiếc máy bay chở khách thương mại này. Còn đây là chiếc máy bay chiến đấu nhá các bạn nhá. Hai cánh quạt luôn. Hai cánh quạt để có thể chỉnh được cái này. Bay cao này, bay thấp này. Xịn xò chưa. Rồi, xem nào. Em xe gì đây các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là một chiếc đầu kéo này. Một em tractor. Đây là cái ben của em này. Mình sẽ lắp cái ben vào đây nha. Một em tractor and duper. Ok. Rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ạ. Mình xem nào. Em này làm gì đây. Bạn ơi, đây là một chiếc xe mô tô của siêu nhân Captain America and Crane. Crane 2. And mô tô Captain America. Ok, mình sẽ cho đây đứng nha các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây có cái gì đây? Cái gì nhỉ? Mình đang đi vào trong một khu vườn các bạn ạ. Mình đi bắt cào cào, mình lại thấy có một chiếc xe ô tô ở đây này các bạn này. Không biết ai vứt một chiếc xe cảnh sát à? Không phải các bạn ơi, đây là một chiếc xe quân sự đấy.
Wow, một chiếc xe quân sự có hai nòng pháo trên đầu này các bạn này. Rất là xịn sò luôn đấy các bạn nha. Em này rất là to. Đấy, này. Wow. Các bạn ơi, cùng mình cho trong rổ nhá. Rồi, cho trong rổ này. Đấy, các bạn thấy to không? Rất là to luôn. Đấy, nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm xem là ở trong này có cái gì nữa không nhá. Không biết là lại ai vứt đồ chơi ở đây ấy. Bây giờ mình phải đi tìm xem nào, xem có không. Ui, cái này các bạn ơi. Wow. Chà, cái gì đây? À, các bạn ơi, đây là một chiếc tàu hỏa Thomas đấy. Wow, this is Thomas train. Bi. Ok, mình cho đây nha. Đây. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp đi, xem là có cái gì nữa không nhá. La. Ấy, đây này các bạn ơi. Wow, mình thấy rồi, đây rồi. Wow, các bạn ơi. Ai, các bạn ơi, đây là một chiếc xe tăng đấy. À, xe tăng quân sự này. Có cả nòng pháo ở trên đầu các bạn nhé. Một em super tăng Pistol Design. Wow. À, cái này để quay bánh xe này các bạn này. Đấy. Wow, một em super tăng. À, ok, cho vào đây. Mình nhặt được 3 em rồi các bạn ơi. Bây giờ cùng mình đi tìm tiếp đi, xem là có nữa không các bạn nhé. Ê, kìa các bạn ơi. Wow. À, các bạn ơi, một em xe ben rất là to này. Uầy, em này siêu bự khổng lồ luôn. Wow, em này đi dưới nước luôn này các bạn này. Nên. Ki chà đồ ben. Chiu. Wow. Uầy, các bạn ơi, đây là một em xe ben super duper chắc. Siêu bự khổng lồ luôn các bạn ạ. Em xe ben màu xanh nhá. Và cái ben màu đỏ này. Đồ ben được các bạn ơi. Ok, mình sẽ cho vào trong này. Ui, đầy hết một cái rổ luôn. Em xe ben siêu bự luôn các bạn ạ. Đấy. Rồi mình sẽ xếp lại nhá. À, cho vào đây, như này nhá. Rồi, nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp nào. Xem là trong này còn gì nữa không nhá. La. Ui, cái này các bạn ơi. Wow. Chà. Ai, mình nhặt được một em nữa các bạn ơi. Một em xe cảnh sát này. Một em police car. À, mở cửa đấy các bạn. Em police car này xịn xò chưa. Ai, có đèn xanh đỏ trên đầu nha, để đi bắt cướp. Wow, các bạn ơi, đây là một em máy xúc lật này. Một em máy ủi nhá. Nãy mình nhặt ở trong vườn đấy các bạn ơi. Cùng mình rửa cho em ấy nhá. Cùng rửa cho em ấy nào. Wow. Ôi chà, rất là mát luôn các bạn ơi. Đấy, đánh xe tí nha các bạn này. Đấy, cái này rất là bẩn các bạn này. Đấy, họ thật sạch nha. Wow. Chiu. Đấy, rất là sạch nha. Rồi, tắm rửa sạch sẽ để đi chơi nha các bạn nhé. Đấy. Wow. Hello. Các bạn ơi, đây là một chiếc máy xúc lật màu xanh này các bạn này. Ở đây có hai cái ống khói màu đen rất là to nhá. Còn đây là cái xúc lật này mình này, có thể múc được rất nhiều nước nha. And chiu. And chiu. And chiu. Wow. Rồi, múc được hơi bị nhiều nước luôn ấy các bạn ạ. Một cái máy xúc lật nhá, mình sẽ cho ra đây nào. Đấy, cho đứng ở dưới nước luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục nào. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hộ này. Xe cứu hộ này xịn xò cực kỳ luôn các bạn ạ. Xem nào. Wow. Ui chà. Wow, cái này bẩn lắm rồi các bạn ơi. Đấy, phải dùng bàn chải các bạn ạ. Chiu. Đấy, chà. Để bàn chải để lên sạch các bạn nhé. Đấy, chà. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hộ này. Một em Chuck Rescue. Một em xe tải cứu hộ các bạn ạ. Mở cửa này. Ai da, em này xịn xò các bạn ơi. Trong này là khoang lái xe các bạn nhé. Có vô lăng lái xe này, có hàng ghế ngồi này các bạn này. Đấy, đóng cửa luôn. Lốp quay tít mù luôn. Rất là xịn xò các bạn ạ. Rồi mình sẽ cho đây nhá. Đấy, cho em xe này đứng lên nhá. Ai chà, này các bạn thấy xịn xò chưa? Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, em này đang ở dưới nước này. Mình sẽ tắm cho em này trước nha các bạn nhé. Wow. Wow. Em này quá bẩn các bạn ạ.
chắc em lại bị ai vứt ở đây ấy. Rất là lâu rồi cho nên dính rất là nhiều bùn các bạn nhé. Đấy. Wow các bạn ơi, đây mới là một em xe phọc chở máy này. Xe phọc chở máy màu xanh nhé các bạn nhé. Trong này có một ghế lái này, một ghế phụ này. Đấy. À trên này có hai cái kèn rất là to này. Đây là gương chiếu hậu này. À các bạn ơi, cái này là để hạ xuống này. Hạ xuống này để ô tô có thể đi lên trên này nhá. Đấy. Một chiếc xe tải cứu hộ chính nghĩa luôn. Rồi. Ok, đứng ở đây nhá. Wow, rất nhiều máy xúc to các bạn ơi. Nào, nào. Wow. Máy xúc to lắm. Đấy chà. Wow. Chiu chiu toảng. À các bạn ơi, đây là một em excavator rất là to luôn, một em máy xúc siêu bự. Này các bạn thấy la răng đẹp không? Màu hồng luôn. Vỏ là màu vàng nhá, cần màu xanh nhá. Đấy, rất là xịn xò luôn. Rồi mình sẽ cho ra đây. Chiu. Tiếp tục nha. À một em xe cứu hộ này các bạn này. Wow. Các bạn ơi, đây là một em cứu hộ đấy, cứu hộ poli nhá. À, xe tải cứu hộ poli. Wow, rồi. Rồi đây nè. Ok, rất là xịn xò luôn. Tiếp tục nào, toàn là xe máy xúc to thôi các bạn ạ. Đây nữa đây. Wow. Các bạn ơi, đây là một chiếc máy xúc màu vàng này, cần rất là to nhé. Đấy, rất là dài các bạn ạ. Nào mình múc nước nha. Rồi, các bạn thấy múc nhiều nước không? Chiu, oen, oen. En, chiu, oen, oen. En, chiu. Úi xa, em này xúc được nhiều nước lắm các bạn ạ. Rồi, mình cho đây đứng nha. Nào, tiếp tục nha. À, đây rồi các bạn ơi. Rồi, có một đống xe này. Mình sẽ rửa hết chỗ xe này nha. Wow các bạn ơi, đây là chiếc xe cảnh sát này. Còn đây là một chiếc xe cứu hỏa đấy. Một em cần cầu cứu hỏa nhé. Fire truck crane and police car. Rồi đứng ở đây nhá. Let's go các bạn ơi. Đấy, hai em luôn nhá. À chà. Chiu chiu. À, GD Mr. Chuck and Spider-Man car. À các bạn ơi, đây là một chiếc xe của siêu nhân nhện. À Superman siêu nhân nhện nha. Car xe của siêu nhân nhện đấy. Và đây là một chiếc xe trộn bê tông các bạn nhé. À, cho đứng ở đây nhá. À, tiếp tục nào. Wow, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Chiu, một em xe trộn bê tông màu đỏ. Và một em xe cứu thương các bạn ạ. Ambulance and Mr. Chuck. Ok. Hay da. Hơi bị đẹp luôn. À đây nữa này các bạn ơi. Wow. Chú chú chú. Wow. Giết ý. Bulldozer. Hi. Có cả mặt luôn. Hello. 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 Hi. Yeah. Wow. Một em xe siêu xe. Monster Chuck. Hi. Lốp rất to luôn. And Bulldozer. Ok, ok. Tiếp tục nào các bạn ơi. À, đây này các bạn ơi. Đây là chiếc xe bán tải à. Đây là xe gì đây mình không rõ các bạn ơi. À, các bạn ơi. Đây là một chiếc xe đầu kéo. Kéo theo một cái trộn bê tông này. Mình sẽ lắp vào đây mình nhá. Đấy. Một em Chucker and Mr. Chuck. Đấy, xe trộn bê tông đầu kéo đấy các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho đây nào. Nè, 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 nè. Đánh võng rồi các bạn ơi. Chiu, chiu. Wow, các bạn ơi. Ở đây có cái gì đây? Wow, các bạn ơi, đây là một khẩu súng này. Wow, ui khẩu súng này có 6 lòng luôn. À, mình bắn thử nhá. Wow, pam chiu, pam chiu, pam chiu, pam chiu. Wow. Hây xà các bạn ơi, một khẩu súng đồ chơi có cả bác lính, có chú lính đang đeo kính như này các bạn này, đang bắn súng này này. Wow, tầm 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 tầm. Wow, hây xà các bạn ơi, mình cho vào đây nhá. Nè các bạn ơi,
cùng mình lái chiếc xe rùa này đi xem là có gì không nhá. Ê nè 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 nè. Wow các bạn ơi, ui có rất nhiều xe đồ chơi ở đây này, không biết ai vứt xe đồ chơi ở đây nhá, rất dính rất là nhiều bùn luôn. Wow, một em xe cẩu rất là to, siêu bự khổng lồ các bạn ơi. Lái nhá. Ê nè 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 nè. Wow các bạn ơi, em ấy đổ ở đây rồi. Trời ơi các bạn ơi, em này rất là nhiều bùn nhá. Wow các bạn ơi, một em máy cẩu này, một em xe cẩu khổng lồ luôn các bạn ạ. Rồi em này là xe ba bánh luôn. Rồi mình cho đây nhá. Này các bạn ơi, đây các bạn ơi, đầy hết một cái xe rùa ở mình luôn. À đây nữa này, còn một em máy xúc nữa này. Wow. Em chú múc đất nào. Wow, wow mình múc đất nha các bạn ơi. Đây xúc được nhiều đất đâu. Ây chà. Wow, các bạn thấy không, xúc được rất là nhiều đất đây này. Đấy, một em xe cẩu bánh xích nha các bạn nhé. Hây, rất là to luôn, siêu bự khổng lồ luôn các bạn ạ. Mình cho đây nhá. Hây các bạn ơi, đẩy hết một cái xe rùa luôn nhá. Nào đi nào. Trời ơi các bạn ơi, rất là nhiều xe luôn nhá. Mình lái xe này nhá. Wow, em đã bị ngã rồi các bạn ơi. Wow, một em máy xúc này, tạch cà vẫy tổ. Wow, một em tạch cà vẫy tổ nhá. Wow, em này quá xịn xò luôn các bạn ạ. Một em máy xúc rất là siêu bự khổng lồ luôn nhá. Đấy, cho đây nhá. Đây các bạn này, đẩy hết một cái xe rùa mình luôn. Đây 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 các bạn này, mình lái nhá. Wow các bạn ơi, xe này đã bị đổ rồi. Đấy xa, một em máy xúc dính bùn nhá. À, rất là nhiều bùn luôn các bạn ạ. Ây chà. Ê thế này các bạn ơi. Wow. Ồ cái gì đây. Wow các bạn ơi, đây là một em xe lu đấy, một em Zuner. Wow, xe lu màu vàng nhá, có bậc để đi lên này, để bám vào đây này các bạn này. Đấy, đây là bánh xe lu nhá. Đấy, để đi lu đường cho mịn này các bạn này. Xe này có đi được không nào. Wow, amazing. Rồi, cho vào đây nhá. À, đi xe nào, xem còn. Ê, đây này các bạn ơi. Wow. Wow các bạn ơi, đây là một chiếc Monster Truck này. Đấy, xe Monster Truck này có thể đi dưới nước đấy các bạn ơi. Đây. Wow, quay tít luôn các bạn ạ. Đây, giảm sóc này. Chiu. À, một em Monster Truck các bạn nha, xịn xò chưa. Rồi mình sẽ cho vào đây các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp nào xem có nữa không nha. Wow, xe nào có không nha. La la la. Chiu. Ui, đây này các bạn ơi. Wow, em xe gì đây. Nè. Kì-cha. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy kéo đấy. Xe máy kéo phục vụ nông nghiệp các bạn nhé. Đấy, lái được luôn. Đấy, bánh lái được nhé các bạn nhé. Xịn xò chưa. Lốp em này như thật luôn. Lốp này rất là to đấy các bạn này, bằng nắm tay của mình đấy các bạn ạ. Rất là to nhá. Một em xe máy kéo đấy các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho vào đây. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp nha. Sắp đầy rổ đồ chơi của mình rồi các bạn ơi. Xem nào. Ê, đây này các bạn ơi. Wow. Nè. Chiu. Đấy. Chiu. Wow các bạn ơi, một em máy xúc màu xanh, lốp thì màu vàng này, là răng màu đỏ này. Em máy xúc siêu bự khổng lồ này rất là to và đẹp nhé các bạn nhé. Đấy, một em excavator. Construction. Hi vai. Excavator. Ok, mình cho vào đây nha. Đấy, các bạn ơi, đầy hết cái rổ luôn. Đi về đi các bạn ơi. Ê, có hai em luôn các bạn ơi. Wow. Em gì đây. Em xe đổ ben nhá. Cho nước ở đây này các bạn ơi. Đấy, đổ ben nha. Chiu. Wow, rửa ben luôn các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ben Dumper Truck. À, Super Driver Dumper Truck. Đấy, xe này đi rất là nhanh các bạn ạ. Rồi, mình cho vào đây nhé. Đây, đầy hết được cái rổ luôn các bạn thấy không.
Chà, toàn xe to siêu bự khổng lồ đấy các bạn ạ. Đấy, đây nữa này các bạn này. Wow, em gì đây? Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe đầu kéo nhá. Xe đầu kéo có cả máy xúc này. Tractor and excavator. Wow. Đấy, múc được đấy các bạn ạ. Rồi, em này chỉ so chưa? Đấy. Wow, quá xịn xò luôn. Mình sẽ cho đây nhá. Ôi, nhiều quá các bạn ơi. Đi tìm tiếp xem còn gì nữa không các bạn nhá. Ê, kìa các bạn ơi. Wow, wow, wow. À, chà. Ai các bạn ơi, mình nhặt được một em xe máy ủi này. Một em bulldozer. Ai xà, super speed bulldozer. Em này đẹp không các bạn? Em này quá đẹp luôn. Đấy. Hôm nay mình đi vào khu vườn các bạn ạ. Mình nhặt được rất nhiều đồ chơi nhá. Không biết ai vứt ở đây ấy các bạn ơi. Nào đi tìm tiếp xem có không nhá. La 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 la. Ây, đây này các bạn ơi. Wow 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 wow. Ôi, các bạn ơi. Mình nhặt được một em xe cảnh sát này. Một em police car màu trắng đấy các bạn ơi. Đấy. Đây là police car. Wow, em xe màu trắng này rất là xịn sò mà rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, remote control, tức là xe điều khiển các bạn nhé. Đấy, có một nút công tắc ở đây đây này. Lắp pin ở đây này các bạn này. Tí về mình lắp pin cho em này chạy nhá. Hey, mình sẽ cho vào đây nhé các bạn ơi.